Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết sau khi mạnh lên thành siêu bão, cập nhật đến 1 giờ sáng nay, bão Rai đã giảm xuống cấp 15, vẫn là cơn bão có cường độ rất mạnh. Đến 7 giờ sáng, vị trí tâm bão ở khoảng 10,2 độ Vĩ Bắc, 121,2 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, tức là từ 150 đến 185 km/h, giật trên cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, cường độ suy yếu dần. Như vậy, khoảng chiều tối nay, bão sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 9 trong năm nay. Dẫn lại dự báo của các chuyên gia Đại học Monash Australia về tình hình dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh khi cho rằng từ nay đến cuối tháng 3 năm 2022, nhiều khả năng thành phố Hồ Chí Minh sẽ có ít nhất một làn sóng dịch mới diễn ra. Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh mới đây đã nhấn mạnh, dự báo trên chính là sự cảnh báo cần thiết để thành phố quyết tâm, chủ động và nỗ lực nhiều hơn trong công tác ứng phó. Vì thế thành phố Hồ Chí Minh đã vạch ra 8 giải pháp cụ thể để ứng phó với biến thể Omicron. Từ khi triển khai chiến dịch lấy mẫu xét nghiệm những đối tượng nhập cảnh vào thành phố Hồ Chí Minh đến nay, thành phố đã phát hiện 45 mẫu dương tính, trong đó giải trình tự gen HCDC ghi nhận 28 chủng Delta, số còn lại chưa có kết quả. Việc giám sát sàng lọc để sớm phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc biến thể Omicron là yêu cầu được ngành y tế thành phố xác định quan trọng hàng đầu trong công tác ứng phó với biến chủng mới này. Hai cái đơn vị mà đã được phân công, Bộ Y tế phân công để thực hiện giám sát, đó là cái đơn vị ở bệnh viện Pasteur của thành phố Hồ Chí Minh, và cái đơn vị thứ hai nữa là cái Ốc Ruồng, đó là một cái đơn vị nghiên cứu lâm sàng nằm ở trong bệnh viện Bệnh nhiệt đới. Thì hai đơn vị này đã được tiếp nhận các cái mẫu mà dương khi chúng ta phát hiện đối với những cái người nhập cảnh. Đây là cũng là những cái hoạt động thông thường của cái trong cái mà khi mà chúng ta chiến đấu với chủng Delta trước đây, có chăng là chúng ta tăng thêm cái hoạt động giải trình tự gen cũng như là tăng cường các kế hoạch ứng phó trong trường hợp là cái xuất hiện mà cái không nhiều. Một số giải pháp còn lại là tăng cường cập nhật thông tin trên thế giới về biến thể Omicron, tiêm COVID-19 liều bổ sung, liều nhắc lại, tiếp tục triển khai đầy đủ hiệu quả các trạm y tế lưu động, tổ chức chăm sóc F0 tại cộng đồng. Đặc biệt ở giải pháp thứ 8 là xây dựng kế hoạch triển khai bệnh viện dã chiến hoặc cơ sở thu dung điều trị COVID-19 cấp huyện, sẵn sàng kích hoạt và đưa vào hoạt động ngay khi có yêu cầu. Do đó, thành phố kiến nghị bổ sung 3.000 y bác sĩ nhằm phục vụ hiệu quả kế hoạch giải pháp thứ 8 này. Một cái bệnh viện sẽ chia sẻ rất là nhiều cái nhân viên của mình ở các cái bệnh viện dã chiến, sẽ thu hồi lại cái người ở tại các bệnh viện kia để về để mở các cái khoa điều trị, và chúng ta sẽ có một cái tương đối về thiếu về nhân sự. Thì chúng ta thấy chúng ta ước khoảng chừng 3.000 bác sĩ và điều dưỡng chúng ta cần được bổ sung, nhưng thì chúng ta sẽ không mượn nhiều đâu, lâu đâu, và chúng ta khoảng chừng 1 đến 2 tháng thì chúng ta có cái xây dựng một cái hệ thống, hoặc là chúng ta đã có cái khống chế được cái số lượng F0 cũng như là giảm cái tỷ lệ tử vong, thì các anh chị đó sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ của mình. Sau 2 tháng mở cửa trở lại, thành phố Hồ Chí Minh duy trì dịch ở mức độ 2 nhiều tuần liên tiếp. Tuy nhiên, địa bàn vẫn là nơi có số lượng F0 mới và tử vong cao nhất cả nước. Bên cạnh kiến nghị bổ sung 3.000 bác sĩ và điều dưỡng chăm sóc F0, thành phố tiếp tục đẩy mạnh rà soát, bảo vệ nhóm nguy cơ trở nặng khi mắc COVID-19 và kêu gọi các nhà thuốc đồng hành là cầu nối chăm sóc F0 tại nhà. Đến nay đã có 590 nhà thuốc tham gia đồng hành cùng thành phố. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo các tỉnh, thành phố thực hiện khảo sát tình hình cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và phải hoàn thành trước ngày 20 tháng 12. Việc khảo sát này nhằm xây dựng chính sách hỗ trợ giáo dục mầm non tư thục, giúp giảm thiểu những tác động tiêu cực của đại dịch đối với hệ thống giáo dục quốc dân. Trước đó, hàng trăm cơ sở mầm non ngoài công lập ở thành phố Hồ Chí Minh đã có đơn thư gửi Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị nhiều chính sách hỗ trợ nhằm giúp ngành mầm non tư thục vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài. Các chính sách mong muốn được hỗ trợ như tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục mầm non tư thục đáp ứng đủ bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch trong trường học của Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh được sớm hoạt động trở lại. Hỗ trợ gói vay tín dụng để trang trải các chi phí cơ bản, miễn giảm phí bảo hiểm xã hội, y tế, miễn giảm các loại thuế phải đóng như thuế thu nhập cá nhân của người lao động, thuế thu nhập doanh nghiệp. Sau đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo và các cơ quan có liên quan nghiên cứu đề xuất những chính sách cụ thể, phù hợp và khả thi,
hỗ trợ đặc biệt cho người lao động và doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục mầm non tư thục trong bối cảnh khó khăn do dịch COVID-19. Tổng cục Hải quan cho biết cơ quan này vừa chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện nhiều giải pháp tạo điều kiện thuận lợi trong việc giải quyết thủ tục hải quan cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tốc độ thông quan, giải phóng hàng hóa, không để xảy ra ùn tắc tại cửa khẩu trong dịp Tết Nguyên đán 2022. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan phải chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về sự chậm trễ thông quan hàng hóa. Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị bố trí đủ số lượng cần thiết cán bộ công chức tại các bộ phận nghiệp vụ có liên quan, làm việc trong ngày hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ và ngoài giờ hành chính để thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan và các thủ tục quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu do doanh nghiệp, đảm bảo hoạt động thông quan liên tục kịp thời đúng quy định. Các đơn vị giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, không để ùn tắc tại các cửa khẩu. Bên cạnh đó, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án sẵn sàng các giải pháp về công nghệ thông tin, hạ tầng, trang thiết bị phòng chống dịch, bố trí và đảm bảo an toàn cho lực lượng cán bộ công chức trong tình hình dịch bệnh COVID-19, đảm bảo giải quyết các thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu để việc thông quan hàng hóa không bị gián đoạn, không làm đứt gãy cung ứng hàng hóa và hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp, nhưng vẫn đảm bảo quản lý hải quan theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính. Phiên giao dịch việc làm trực tuyến giữa 7 tỉnh thành phố gồm Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Hải Dương diễn ra mới đây, thu hút sự tham gia của hơn 100 đơn vị với nhu cầu tuyển dụng gần 18.000 vị trí việc làm. Theo đó, các vị trí việc làm cần tuyển dụng rất đa dạng như thu ngân, quản lý sản xuất, kỹ thuật sản xuất, chăm sóc khách hàng, công nhân sản xuất, lễ tân. Mức lương dao động từ 5 đến 25 triệu đồng một người một tháng. Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, từ nay đến Tết Nguyên đán, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp có xu hướng tăng để đáp ứng đơn hàng cuối năm. Đây là cơ hội để người lao động bị nghỉ việc, mất việc làm hoặc có nhu cầu thay đổi công việc do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhanh chóng tìm kiếm được việc làm, quay trở lại thị trường lao động. Ngân hàng Sacombank và tập đoàn FLC vừa ký kết hợp tác tài trợ tín dụng cho khách hàng mua bất động sản tại dự án FLC Quảng Bình. Theo thỏa thuận được ký kết, khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm tại dự án FLC Quảng Bình sẽ được Sacombank hỗ trợ vay vốn lên đến 70% giá trị bất động sản với thời hạn vay lên đến 25 năm, thời gian ân hạn đến 18 tháng. Bên cạnh đó, khách hàng còn được ưu đãi từ chính sách bán hàng hỗ trợ thanh toán 100% lãi vay trong thời gian 18 tháng, tức khách hàng không cần phải thanh toán chi phí lãi vay mà bên bán sẽ thanh toán cho ngân hàng, đồng thời chi trả chi phí nếu khách hàng tất toán khoản vay trước thời hạn trong thời gian ngắn. Với tổng diện tích gần 2.000 ha, tổng vốn đầu tư 20.000 tỷ đồng, FLC Quảng Bình là một trong những dự án hạ tầng du lịch quy mô hàng đầu tại Quảng Bình.